N2. Thì đầu tiên vẫn như N3 thì bọn mình sẽ giới thiệu những bộ sách mà các bạn học mới đầu khi mà trước khi vào làm đề cũng như làm bài tập, đúng không? Đầu tiên sẽ là bộ Somatome. Somatome thì những cái ưu điểm và lợi điểm của nó thì như ở N3 thầy Dũng đã nói rồi, với thầy nói lại một chút cho mọi người nghe được không ạ? Tức là ngữ pháp của nó thì rất là ít, ngắn. Ít từ ít mẫu câu. Nên là để nhớ được thì nó khó hơn những cái cuốn sách khác. Nhưng mà có quyển nào hay trong bộ này? Bộ này hay có Mojigoi. Mojigoi và nghe này cũng được. Mojigoi và nghe. Đọc hiểu thì nó cũng không hay lắm, đọc hiểu chúng ta nên cố gắng chỉ cần vui và nghe thôi, còn đọc hiểu chúng ta dùng cuốn khác được. Tiếp theo bộ sách thứ hai, bộ sách Shinkansen Master N2. Shinkansen Master N2. Ngữ pháp tổng hợp theo các mẫu ngữ pháp mang ý nghĩa gần giống nhau. Chōkai, đọc kai thì được chia ra theo các kỹ năng, theo các dạng bài trong một bài thi chōkai, đọc kai cụ thể. Thì rất là tiện, theo dõi rất là tiện cho những bạn nào muốn rèn từng kỹ năng. Ví dụ như là rèn kỹ năng đọc bài ngắn hay nghe bài ngắn này, hay là đọc bài dài, hay là nghe những cái câu mà gì nhỉ, hay là khi chúng ta làm bài nghe thì cũng nghe những cái câu một đối một, đúng không? Đây là kanji đúng không? Và tiếp theo trong cái bộ Master này thì hôm nay mình gộp luôn vào Master, đó là gì nhỉ? Cái bộ sách Kanji Master này. Thì đây là một bộ sách rất là hay và mình thấy là ở bên Hàn Quốc dùng rất là nhiều. Dùng rất là, mọi người rất là thích dùng cái bộ học theo cái sách quyển Kanji Master, bởi vì trong đó nó giới thiệu từng chữ một rất là cụ thể, kèm theo đó rất nhiều những cái từ vựng đi kèm với chữ Hán đó. Và sau mỗi bài tập thì nó đều có những cái sau những mỗi bài nó đều có những cái bài tập để cho mình luyện tập nữa. Và đây một quyển tổng hợp khá là đầy đủ những cái chữ Kanji mà chúng ta cần phải học. Ok. Đấy, tiếp theo là bộ sách Mimikara Oboeru Goi Training. Trong lớp 3 thì mình cũng nói rồi, đúng không? Tức là ngữ pháp thì nó cũng có rất là nhiều ví dụ, rất hữu ích. Và bài tập cũng rất là nhiều. Rồi thì Goi thì rất là hay. Bởi vì mỗi một từ thì nó có một ví dụ cụ thể, một hai ví dụ. Rồi thì có bao nhiêu nghĩa thì người ta ghi hết ra. Từ một từ có 5 nghĩa thì ghi hết 5 nghĩa. Thế một từ này chẳng hạn ghi ra 3 nghĩa đâu, 1, 2, 3 nghĩa này, đúng không? Thì chúng ta có thể học từ này, học cái cuốn này bài tập có nữa. Ok. Chōkai thì cũng giống như kia. Ok. Tiếp theo là những cái quyển sách mà liên quan đến khi chúng ta làm bài tập cũng như là luyện thi. Một là quyển này. 500 câu từ vựng, kanji và ngữ pháp. Thì cái này giống hoàn toàn với bộ sách nằm theo suốt từ N5, N4 đến N3 và bây giờ là N2, đúng không? Mỗi trang 3 câu và đằng sau 3 câu đấy thì trang tiếp theo nó đều có đáp án luôn. Rất là tiện theo dõi, sách nhỏ gọn, cầm tay đi đâu cũng học được. Tiếp theo là bộ sách Pawadoriru. Ở đây có hai cuốn mà lại không có à? Có một cuốn ngữ pháp rồi. Ngữ pháp không có ở đây. Không có ở đây à? Giới thiệu thì đây là Pawadoriru, các bạn nhớ nhá, đây là Mojigoi này. Moji tức là kanji đấy. Còn goi tức là từ vựng. Thấy chưa? Mojigoi. Thì trong này có 30 đề. Ok, có 30 đề. Các bạn cứ làm mỗi hôm một đề. Một đề 10 phút khá là khó. Khá là khó. Nhưng mà nó lại trúng tủ. Ok, nên là cố gắng mua cuốn này về. Cũng chưa biết trúng tủ hay không. Rồi lại có cả ngữ pháp nữa cơ. Ngữ pháp trúng tủ nhiều chứ. Các bạn làm học sinh mình làm đây xong thì đi thi bảo vệ có những thứ này. Có mà, kiểu gì. Thế là tùy năm mới chứ anh, đúng không? Hay. Tiếp theo là những bộ sách, những quyển sách mà tổng hợp đề thi. Giật tay của bác. Đề thi thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu quyển này cho đi. Cuốn này có một cuốn gì nhỉ? Nói chung là các bạn xem clip N2 này nhớ xem lại clip N3 nhé, bởi vì clip N3 nó có những cuốn mà tương tự lên N2 mà đây hiện tại đây mình không có này. Tiếp theo là quyển gì nhỉ? Quyển này thì để luyện đề ấy, mọi người ạ, luyện đề, nhưng mà nó sẽ luyện, nó không chia theo một đề cụ thể, một đề tức là gồm có nghe nó đọc viết từ đầu đến cuối, mà nó sẽ chia theo các dạng phần trong đó. Ví dụ như một phần đầu nó sẽ rèn cho mình về từ vựng và chữ Hán. Phần thứ hai thì sẽ rèn cho mình về nghe hiểu. Phần thứ ba là về bưng pô, ngữ pháp. Và cuối cùng là về đọc kai. Và tên quyển này là Patan desu ne. Tette doriru desu ne. Tette doriru. Tette doriru. Khoan triệt để. Tette doriru. Cuốn này nghe. Ở đây nghe cả tất cả các loại.
Tiếp theo là một quyển tổng hợp các đề, đó là gì nhỉ? Dệt tay của các cự, nằm trong bộ dệt tay của các cự. Và tên là Sogo Tekisto. Sogo Tekisto, Nihongo no Ryuku Scan. Cuốn này có một đề thôi. Cuốn này có một đề thôi. Một đề thôi. Một đề. Một đề thôi. Trong đề, trong này có tổng hợp những cái gì nhỉ? Kanji, ngữ pháp, từ vựng hết. Quá dày. Nên là các bạn, nếu mà bạn nào muốn xem thì các bạn mua về. Ok. Còn để mua một đề thì cũng hơi phí cái cuốn này. Cái này nó hơi dày. Hay, tiếp theo đó là quyển Supamoshi N2. Quyển này cũng là quyển đề và trong quyển này bao gồm 3 đề. Rất là nhiều đề và các bạn có thể mua về để còn nhớ nhá. Ở đây Supamogi Supamoshi. Moshi này nhá. Supamoshi này trong N3 cũng có nhá. Quyển N3 như mình thấy thiếu thì vậy. Nên là các bạn học N3 thì mua cuốn này về. Để thi có 3 đề. Và cuối cùng một quyển đề nữa mình có trong tay, đó là quyển Gokaku Dekiru. Quyển này thì có 2 đề. Né, 2 đề. Gokaku Dekiru. Hết rồi à? Hay, hết rồi. Thực ra trên mạng còn có rất là nhiều á. Các bạn có thể search trên trang của Amazon.co.jp rồi để search JLPT N2, JLPT N3, N1 đúng không? Thì nó sẽ ra rất là nhiều đầu sách mà chúng ta bấm kích vào mà xem và mua trên đấy được. Nếu mà các bạn có thể visa. Ok. Hay. Còn thiếu cái gì thì mình sẽ comment dưới clip này, nên là các bạn có thể xem. Thôi, clip dừng lại ở đây. Và chúng ta còn một clip nữa liên quan đến dành cho những bộ sách N1 dành cho những bạn nào mà đã đang và sẽ ôn thi N1, đúng không? Ok. Hay, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Bạn học N1 nhớ xem nhé. Bye bye.